Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm những video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến bất kỳ cái sân chơi nào, các bạn cần luôn cho tôi một cái bộ bài như này là các bạn có thể chơi được, bịp được luôn, nhìn cái bài như bài ngược luôn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng của Mỹ 9D nhìn xuyên bài và cái kính hộp nhôm của Nhật Bản và kính hộp gỗ của Mỹ. Đấy, đây là ba cái sản phẩm là bán rất là chạy và hiệu quả, độ bền cao của bên công ty của chúng tôi. Tôi thì có hai trụ sở chính, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để mà nhân viên tư vấn, mà các bạn có thể qua trực tiếp về hàng test luôn. Đấy, thì đây, đây trước mặt các bạn này kính Mỹ 9D này, đấy, nhập khẩu từ Mỹ này, USA này. Đây, bên trong thì có chứa một cái nọ đựng cái mắt len, mắt tròng và một cây đeo. Đây cái cây đeo kính nhé. Còn đây cái hộp này mà các bạn đi xa thì các bạn đụng vào nó. Thì cái cách thức chơi của cái kính này rất đơn giản thôi. Còn nó có thể nói là cái đồ bịp hiệu quả nhất và dễ chơi nhất. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cái cấu tạo của cái kính này. Thấy bên trong cái lọ kính này các bạn dùng cái tăm bông máy này, các bạn lấy ra này, đây. Đây là cái kính áp tròng để các bạn đeo mắt này. Đấy, thì có nhiều bạn là câu hỏi là màu như này thì đeo mắt có lộ không ạ? Mình sẽ khẳng định luôn các bạn là khi đeo mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái cách đeo rất đơn giản này. Đây các bạn chỉ cần đặt lên cây đeo như này. Đấy là bằng lụa nhá. Đây là hai cái mắt này. Mình sẽ giữ được tay cái này. Đấy. Nó bằng lụa thì nó rất là bền luôn đây. Các bạn nhìn kỹ này. Khi các bạn để như bạn úp thẳng mắt thì nó sẽ tự động khớp vào cái mắt của các bạn. Để các bạn nhìn bài là như bài ngược luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này và cái camera để các bạn thấy khi mà các bạn nhìn bài nó sẽ như nào nhé. Đây. Thì đây là một cái bộ bài đơn bờ cao hoàn toàn là bình thường khi mà chưa đeo kính áp tròng. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo kính áp tròng vào cái mắt camera khi mình đang quay nó sẽ nhìn như nào. Tất nhiên thì là khi mà các bạn đeo vào mắt của các bạn sẽ có rõ gấp 10 lần khi mình đeo cái kính thử này vào cái mắt camera nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét này. Các bạn nhìn thấy đây là con cà này. Đấy, mình sẽ cho bạn xem này, quy này. Đây con gì này, con 10, 10 là cái dấu cộng này. Đấy. 9 là cái móc chìa khóa này, chỉ có hai con này khác biệt nhất thôi. Đấy, 8 này. Các bạn nhìn chưa? 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, ác này. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái này có thể phân được cả chất luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ lấy cho các bạn bốn con chất là khác nhau là này. Để mình chỉ cho các bạn này, bốn con K đi. Sẽ lấy bốn con K có chất khác nhau này nhá. Để mình chỉ cho các bạn nhá. Khi các bạn chơi các bạn nhìn chất là rất là ok, dễ luôn. Đây là con chuồn này và một con sẽ lấy bốn con ca đi. Đây. Cho chỉ bạn xem này. Đấy, sự khác biệt này. Con bích thì là nó sẽ không có một cái gì luôn. Đây hẳn như con bích này. Đấy. Con này, đây mình đánh dấu bên góc này. Bạn nhìn thấy chưa, cái lớp cái chấm chưa? Thì là con cơ. Và đánh chấm bên tay trái này là con rô. Và ở trên này là con chuồn, con tép. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi chơi mà các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa này thì các bạn sẽ chiến thắng 100%. Rất là dễ chơi và hiệu quả. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Nhưng mà khi bỏ kính ra lại như trở về bình thường này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái lưu ý cho mình này, khi bạn đi chơi bạn nhìn thấy bài ngửa này, các bạn áp dụng cho tất cả các môn bài ở Việt Nam. Với cái mẫu bài ấy, thì mình cũng nói luôn là phải đi kèm với kính bên nhà mình nhá. Thì cái sản phẩm kính áp tròng 9D này nó có rất nhiều ưu điểm, đó là đeo mắt êm này, thời gian đeo dài và nhìn bài là siêu nét luôn. Và cái mẫu bài thì các bạn chơi tất cả các vùng miền, các bạn chơi mẫu gì nhà mình đều có để cung cấp cho các bạn nhé. Chẳng hạn như mẫu 2K2001 này là cái mẫu phổ thông thị trường ở Việt Nam. Đấy, bán theo cây như này, đây là một cây 10 bộ như này. Và mẫu tiếp theo là mẫu đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Rồng đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, rồng vàng. Các bạn nhìn thấy không? Và đặc biệt những các bạn ở đi xuất khẩu lao động nước ngoài chẳng như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc thì bên mình đặt nhận làm riêng. Và có những cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa nước ngoài như này. Đây bằng nhựa, nhưng mà nhựa nó ni lông nhá.
đây bài xanh này, những cái mẫu bài đó là mẫu bài sơ hồ như này đấy, các bạn chơi thì mẫu đồ bịp thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng. Thì còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện hoặc là đường xe về ship đến các bạn, các bạn nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì đã thanh toán cho đơn vị giao hàng. Thì cái video tiếp theo thì bên nhà mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy đánh bài mã vạch. Thì các bạn lưu ý cho mình một cái quan điểm rõ ràng như này: khi các bạn đi mua hàng á, các bạn nên đến những cơ sở lớn như mình để được hàng hóa, thứ nhất là giá tận gốc này, cái thứ hai là có địa chỉ rõ ràng để bảo hành cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn con máy đánh bài CAC700 đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn đấy, thiết kế cực đẹp luôn, iPhone 13 Pro nha. Và CVK680S đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nha. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nha. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam, như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn, ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này. Tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho, về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Đây tôi test nó sẽ hơi xa nên các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt bên này nhá. Đây tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi, máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4. À đây, 1, 2, 3, 4 này. Đây, 4, số 4 này, 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nhà còn lại là không qua được 9 điểm. Đấy, đây. Đây tôi sẽ tăng người chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn là 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy, những nhà còn lại không qua rồi. Bên tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh miền Độ. Test cho bạn cái máy bài CAC700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. À, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và báo vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây, đặt này, đặt thả báo này, cắt này. Đấy, bình lớn độ này, máy báo 4 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây, 98 này. Đấy, đây là binh Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đấy. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi, một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó ấy. Tiếp theo
là tôi sẽ test đến con máy nhé, CVK 900, đây iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêu nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy này. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài con máy bài CVK 900, tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêu. Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất. 1, 2, 3, các bạn nhìn này, nhà 3 9 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này. Các bạn thấy tốc độ của bài nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên là một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này đấy. Tôi sẽ đánh các bạn môn bài liêu nhé. Đấy, 5 người chơi, tôi để chế độ là báo hai nhà lớn nhất môn liêu. Đấy, đấy. Bài báo 1-3, 5 người chơi. Được cài đặt tại đây. Nghe máy để được 6 người chơi, mình chia 5 người. Đây. Máy báo 1-5. 1-5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy. 2 3 4 5 này, 5 này, nhà số 5 này là bảy đĩa này. Đấy, nhà số 5 là lớn nhì này, đến những nhà này thì chỉ có 3 mới 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này. Đấy. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn, đây, nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây. Đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho bạn cái tốc độ báo bài con máy này. Con này là máy đánh bài tầm trung tiền đấy nhá. Đấy, không phải là cao cấp. Nhưng đánh cũng rất là ok luôn. Tôi để số người chơi là 4 người chơi. Và để test môn bài cào, tôi sẽ test cho bạn môn bài cào nhé. Môn bài cào mình làm nó gần dạng như đánh môn liêng của mấy bác. Đấy. Máy báo 1 là 1 chắc chắn là lớn nhất rồi. Đây là bài cào nhé. Đây. Năm điểm nhưng mà lớn nhất. Đấy. Đây, nhà đầu là bù rồi, nếu đánh 3 cây thì ok, như đây là bù rồi.
đây, đây có 3 điểm thôi, đấy, lớn nhất luôn. Đấy, máy rất là nhanh luôn. Đấy, máy tầm trung với báo cực nhanh luôn. Thì các bạn mua hàng, các bạn có thể qua trực tiếp trụ sở ở Hà Nội hoặc ở Sài Gòn nhé. Thì ngoài cái máy đánh bài này thì bây giờ mình còn bán thêm những phụ kiện kết nối cả những cái đồng hồ này, đồng hồ các lá vạch này, điện thoại Nokia có lá vạch này. Đấy. Ví, ví các lá vạch. Những cái sản phẩm này, những cái phụ kiện kết nối các bạn kết nối vào máy chủ này mà các bạn để ra trước mặt thì là báo ạ. Đấy, thì các bạn quan tâm alo trực tiếp xuống thoại trên màn hình không? Mấy em xem chưa? Tổng đại lý Cầu Bịp làm một video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D. Đấy, thì đây cái số điện thoại bên nhà mình này. Các bạn mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là Zalo cho mình để mình tư vấn thêm. Thì trước mặt các bạn đây này, đây là kính áp tròng 7D mới nhất năm nay. Đây, mở các bạn xem này. Đây là cái cấu tạo của cái kính này. Đầu tiên là có một cái cây gắp kính này. Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này. Và đây là cái kính 7D này trong này. Đấy. Đây mình sẽ lấy cho bạn xem này và đeo các bạn thử thử nghiệm bạn luôn này. Đây, cái kính 7D này nhìn ở đây không này. Với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm. Và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành các bạn trong 1 năm, thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của bạn, các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua. Đấy. Và đây là kính 7D này. Thì cách sử dụng của nó như thế nào? Thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn được bài như nó siêu bài ngỏ luôn. Và cái ưu điểm của nó là không đau mắt, là không cộn mắt, là cực êm luôn. Đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì đeo như nào? Đây, mình sẽ lấy cho các bạn xem này. Thì các bạn cầm cái gắp kính này, các bạn gắp cái kính ra. Đấy, bạn để cái cây đeo kính. Sau đó các bạn, cái chiều nào các bạn đeo cũng được, không quan trọng. Cái chiều nó là cái chiều nào cũng được, các bạn để đây. Đấy, tôi sẽ để cho các bạn xem này. Đấy, như này này. Sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn. Đấy, các bạn không cần phải phức tạp gì trong vấn đề đeo, rất là dễ đeo thôi. Ai cũng có thể sử dụng các bạn nhá. Đấy. Và các bạn đeo cả ngày được luôn. Đấy, không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày. Đeo cả ngày luôn. Và có một cái lưu ý tiếp theo mình muốn lưu ý các bạn này. Tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn phải đi theo bài. Thì đây. Đây là những cái mẫu bài bên mình thì có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài trợ không? Mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài trợ, mà phải bên nhà mình cung cấp. Thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn bài trợ. Đấy. Thì đây. Thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào? Thì tôi sẽ dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua. Thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì không thể bằng các bạn đeo kính vào mắt được, nó sẽ không nét bằng. Đây. Thì các bạn nhìn sẽ như này. Đây các bạn nhìn này, rất rõ ràng con ca này. Đấy. Đấy. Con quy này. Đấy, con Zbix này. Các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi, khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng. Đấy, các bạn chơi như này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy, thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền. Đấy, con 9 là hình móc chìa khóa, đây con 8. Và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá. Đây là những con quy này, con quy quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây. Là các bạn biết con quy cơ. Còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược xuống bên này. Đấy. Con tép thì nó đánh dấu ngang trên này. Đấy, rất đơn giản như vậy, các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn. Đấy, như con tép con này con 10 tép các bạn này. Nhìn này. Đấy các bạn nhìn đâu. Đấy, khi đeo kính thì như này. Như các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn. Đấy, còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này. Đấy. Thì với cái mẫu kính này mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn, các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số điện thoại mình 0984 80 49 để tránh mua phải hàng giả hàng nhái. Với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện đến xe đò. Đấy, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa. Và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá. Đây, thì các bạn ở ngoài Bắc thì hay chơi là rồng vàng, rồng đỏ này. Đấy, các bạn nhìn kỹ bao này. Đấy, bên mình đều có này.
hay là bài bài cúc áo. Đấy, bài nhựa nước ngoài. Đấy các bạn nhìn này, đây là bài nhựa nước ngoài. Bài này là bài nhựa. Ở đây trong miền Nam bây giờ này, bao giờ anh chơi cái mẫu bài trắng như này. Đấy. Như vỏ thì mẫu bài trắng lại vỏ như này. Còn nói như này như vỏ trắng như này. Và cái mẫu bài nước và ga thì một cái mẫu một trong những cái bài cực phổ thông. Và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la trắng, đô la vàng thì mình đều có các bạn nhá. Đấy. Thì mình lưu ý các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm. Đấy thì mình mẫu kính mới nhất năm nay, kính 7D mình có hai màu, một là màu xanh lá da trời và một màu đỏ. Đấy, các bạn đã xem cái hộp kính màu đỏ này. Đấy. Thì để tránh mua phải hàng giả hàng nhái, các bạn alo trực tiếp chỗ này nhá, hoặc Zalo để mình tư vấn thêm. Thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài bịp. Đấy. Áo đổi bài, kính áp tròng nhìn trên bài đấy, thì video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy đánh bài bịp. Rồi, cảm ơn các bạn xem chưa?